TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi, Study English with Us. Hôm nay chúng ta sẽ học một cụm từ mới mà chúng ta rất thường hay sử dụng trong cuộc sống. Đó là hơi đau mà tin. Cụm từ hơi đau cũng giống như là một câu hỏi. Cho nên chúng ta sử dụng từ why, sao mà tin. Sao mà tin để làm gì? Sao mà? Kế đến mình có từ bother, có nghĩa là bận tâm, lo lắng, buồn phiền. Ở trong từ này, chữ the các bạn thấy bắt đầu bằng chữ th, mình để lưỡi giữa hai răng nha, bother, bother. Và cuối cùng mình có từ trusting, có nghĩa là tin, tin tưởng hoặc là tin cậy. Như vậy chúng ta thấy mình có cụm từ hơi đau mà tin là why bother trusting. Như vậy cụm từ hơi đau mà tin của mình là why bother trusting. Why bother trusting. Và khi dịch ra mình có thể dịch là hơi đau mà tin hoặc là tin chi cho mệt. Chúng ta xem ví dụ nha. Hơi đau mà tin nó toàn nói xạo. Hơi đau mà tin nó là why bother trusting. TK sẽ lặp đi lặp lại cụm từ này, hy vọng là đến cuối bài các bạn sẽ thuộc được cụm từ này nha. Why bother trusting, hơi đau mà tin nó. Chữ nó ở đây có thể là một người nam hoặc là một người nữ. Nếu mà là nam mình dùng là him. Why bother trusting him? Nếu là nữ, why bother trusting her? Nó toàn nói xạo. Chữ toàn có nghĩa là luôn luôn, mình sử dụng từ always và chữ nó cũng tùy theo chủ ngữ. Nếu là nam mình dùng là he, còn nữ là she. He always nói xạo là lies. Đây là một động từ. He always lies. She always lies. Why bother trusting him? He always lies. Why bother trusting her? She always lies. Hơi đau mà tin mấy tờ báo lá cải đó. Nó toàn viết linh tinh. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Mấy tờ báo lá cải. Those tabloid newspapers. Chúng ta có từ tabloid là báo lá cải. Mình nhấn âm đầu tiên nha. Tabloid. Tabloid. Nó toàn viết linh tinh. Chữ nó đây là những tờ báo lá cải đó. Mình sử dụng từ they. They just write là họ chỉ viết. Nonsense. Nonsense có nghĩa là vô nghĩa, bậy bạ, linh tinh. Chúng ta nhấn âm đầu tiên nha. Nonsense. Tận cùng mình nhớ cái chữ S nha. Nonsense. Why bother trusting those tabloid newspapers? They just write nonsense. Hơi đau mà chị tin ông hàng xóm của chị. Ổng lật mặt nhanh lắm. Hơi đau mà chị tin. Why bother trusting? Ông hàng xóm của chị. Your neighbor. Chữ neighbor là người hàng xóm. Mình nhấn đầu tiên âm A, nay, neighbor. Neighbor. Ổng lật mặt. Chữ lật mặt có nghĩa là ổng thay đổi. He changes. He changes. Và ở đây nói đến cái thái độ thay đổi của ảnh một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta có từ là attitude, là thái độ hoặc là quan điểm. He changes his attitude so quickly. So quickly là rất là nhanh. He changes his attitude so quickly. Chúng ta cũng có thể thay thế chữ attitude bằng chữ opinion, có nghĩa là ý kiến hoặc là quan điểm. Ông thay đổi ý kiến một cách rất là nhanh chóng. He changes his opinion so quickly. Why bother trusting your neighbor? He changes his attitude so quickly. Why bother trusting your neighbor? He changes his opinion so quickly. Hơi đau mà tin cái công ty đó. Nó lừa biết bao nhiêu người rồi. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Cái công ty đó. That company. Why bother trusting that company? Nó lừa biết bao nhiêu người rồi. They have scammed. Từ scam có nghĩa là lừa đảo. They have scammed. Biết bao nhiêu người rồi là rất là nhiều người. So many people already. Why bother trusting that company? They have scammed so many people already. Hơi đau mà tin mấy lời đồn đại đó. Rồi lại buồn rầu chi cho sanh bệnh vậy nè. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Mấy lời đồn đại đó. Mình có từ đồn đại là rumor. Những lời đồn đại đó. Those rumors. Those rumors. Why bother trusting those rumors? Rồi lại buồn rầu. Then getting sad. Then getting sad. Chi cho sanh bệnh vậy nè.
and making yourselves, và làm cho chính bản thân của bạn. Ở đây chúng ta có từ yourselves, đây là số nhiều. Nếu mà là số ít, chúng ta là yourself. Nếu mình nói với một người, mình sử dụng là yourself. Nhưng mà nếu từ hai người trở lên, chúng ta sẽ đổi thành số nhiều. Và ở trong tiếng Anh, các bạn lưu ý những danh từ nào tận cùng là chữ F. Khi đổi sang số nhiều, chúng ta đổi chữ F thành chữ V. Sau đó mình thêm ES. Như vậy từ yourself đổi ra thành là yourselves. Yourselves. And making yourselves, và làm cho bản thân mình. Sick là bị ốm đau, bệnh tật. Like this là như thế này. Vậy nè. And making yourselves sick like this. Why bother trusting those rumors? Then getting sad and making yourselves sick like this. Hơi đau mà em đi tin mấy người bán hàng. Họ chỉ muốn bán được hàng nên nói gì mà chẳng được. Hơi đau mà em tin. Why bother trusting? Mấy người bán hàng. The sales people. The sales people. Chúng ta có từ sales people là những người bán hàng. Đầu tiên mình có từ sales là bán. Phía sau là people là người. Các bạn lưu ý ở giữa hai từ này mình có chữ S nha. Sales people. Nếu như một người mình dùng là person, ở đây là những người, số nhiều nên chúng ta dùng từ people. Hơi đau mà tin mấy người bán hàng. Why bother trusting the sales people? Họ chỉ muốn, they just want, bán được hàng, to make a sale. They just want to make a sale. Nên nói gì mà chẳng được. Nên là so. Nói gì mà chẳng được. They will say, họ sẽ nói. Anything là bất cứ cái gì. So they will say anything. Cho nên họ sẽ nói bất cứ cái gì để bán được món hàng đó. Why bother trusting the sales people? They just want to make a sale, so they will say anything. Hơi đau mà tin mấy ông thầy bói. Tin là mấy ổng chắc bán lúa giống luôn quá. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Mỗi lần tới câu này các bạn nhớ đọc theo TK để khi chúng ta đến hết bài mình thuộc được cụm từ why bother trusting các bạn nha. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Mấy ông thầy bói. Those fortune tellers. Mình có từ fortune có nghĩa là may mắn, vận may. Teller là người nói. Those fortune tellers. Why bother trusting those fortune tellers? Tin lời mấy ổng. If you listen to them. Nếu như mà bạn nghe theo lời của họ. If you listen to them. Chắc bán lúa giống luôn quá. Có nghĩa là mình sẽ bị mất tất cả, ngay đến cái những cái hạt lúa để làm giống mà mình cũng đem đi bán luôn là mình sẽ bị mất hết tất cả các bạn nha. You'll end up. Cụm từ end up có nghĩa là rốt cuộc hoặc là kết cục. Kết cục của bạn là sẽ. Và khi mà mình nói mình có thể dịch là riết rồi. You'll end up losing everything. Losing có nghĩa là mất, thua hoặc là bại. Trong từ losing này các bạn nhớ chữ S mình đọc là âm G nhé. Losing. Losing. Losing everything. Riết rồi bạn mất hết tất cả luôn. You'll end up losing everything. Why bother trusting those fortune tellers? If you listen to them, you'll end up losing everything. Hơi đau mà tin các anh hùng bàn phím. Có bệnh thì phải đi bác sĩ, chứ sao lên mạng đọc linh tinh được. Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Các anh hùng bàn phím. Mình có từ Internet. Ở trong tiếng Việt mình hay gọi là Internet đó. Thì từ này các bạn nhớ mình nhấn âm đầu tiên Internet. 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 Cái đó mình có từ Warrior, có nghĩa là chiến sĩ. Chúng ta nhấn âm đầu tiên mình đọc âm O. Warrior. Warrior. Internet Warriors. Why bother trusting Internet Warriors? If you are sick, nếu như mà bạn bị bệnh. If you are sick, you should go to the doctor. Bạn nên đi bác sĩ. You should go to the doctor. Not read random things online. Not read là không có đọc. Random có nghĩa là bậy bạ, bừa bãi, linh tinh. Random. Things là những điều. Online là ở trên mạng. Chứ sao lên mạng đọc linh tinh được?
not read random things online? Why bother trusting internet warriors? If you are sick, you should go to the doctor, not read random things online. Hơi đau mà má tin mấy cái quảng cáo bậy bạ đó. Uống ba cái thuốc linh tinh có ngày đổ bệnh thì thêm khổ. Một người nói với mẹ của mình. Why bother trusting? Mấy cái quảng cáo bậy bạ đó. Those misleading. Mình có từ misleading, có nghĩa là lừa bịp hoặc là lừa dối. Misleading. Kể đến chúng ta từ ad. Từ ad là viết tắt của từ advertisement. Từ advertisement có nghĩa là quảng cáo. Và ở đây từ này chúng ta có hai cách đọc. Nếu mà mình đọc theo giọng Anh, mình đọc là advertisement. Chúng ta nhấn âm số 2. Advertisement. Còn nếu chúng ta đọc theo giọng Mỹ, mình đọc là advertisement. Chúng ta nhấn âm số 3. Advertisement. Advertisement. Và những cái quảng cáo chúng ta có thêm chữ S. Mình đọc là those misleading ads. Why bother trusting those misleading ads, mom? Taking random medicine. Chúng ta có từ random mình mới vừa học xong đó. Bậy bạ linh tinh. Random. Mình có từ medicine là thuốc. Medicine. Medicine. Và khi uống thuốc, mình không dùng từ drink như là mình uống nước. Mà mình dùng động từ take. Taking random medicine. Uống ba cái thuốc linh tinh. Could make you, có thể làm cho bạn, có thể làm cho mẹ. Sick là bị bệnh. One day là một ngày nào đó. Uống ba cái thuốc linh tinh thì một ngày nào đó mẹ có thể bị bệnh. Taking random medicine could make you sick one day. And that would make things even worse. Từ even có nghĩa là thậm chí. Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Mình có từ worse. Từ worse là so sánh hơn của từ bad, có nghĩa là tệ. Mình có tính từ bad là tệ. Tệ hơn là worse. Và tệ nhất là worst. Đây là từ đặc biệt cho nên chúng ta không có so sánh như bình thường các bạn nhé. Trong so sánh của tính từ, đây là từ đặc biệt. Bad, worse, worst. Why bother trusting those misleading ads, mom? Taking random medicine could make you sick one day. And that would make things even worse. Hơi đau mà tin mấy lời nịnh nọt đó. Anh không nhớ câu nói lúc hoạn nạn mới biết chân tình hay sao? Hơi đau mà tin. Why bother trusting? Those flattering words. Từ mới của mình là flattering. 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 Nịnh hót hoặc là bỡ đỡ. Why bother trusting those flattering words? Anh không nhớ. Don't you remember? Bình thường là anh có nhớ là do you. Nhưng mà đây là anh không có nhớ. Don't you remember? Câu nói là the saying. Don't you remember the saying? Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, đây là một thành ngữ. Thì câu này ở trong tiếng Anh là a friend in need. Một người bạn trong lúc khó cần. In need là khi chúng ta cần một cái gì đó. Is a friend là một người bạn. Indeed. Indeed có nghĩa là thật, là một người bạn thật sự. Một người bạn trong lúc khốn cùng là một người bạn thật sự. Thì mình dịch ra câu tiếng Việt là lúc hoạn nạn mới biết chân tình, hoặc là gian nan mới biết bạn hiền. A friend in need is a friend indeed. Why bother trusting those flattering words? Don't you remember the saying? A friend in need is a friend indeed. Như vậy là chúng ta đã vừa học xong 10 câu ví dụ của bài ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau tập đọc thì các bạn giúp cho TK like và share video này nhé. TK cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn cùng tập đọc chung với TK nha. Why bother trusting him? Why bother trusting him? He always lies. He always lies. Why bother trusting her? Why bother trusting her? She always lies. She always lies.
Why bother trusting those tabloid newspapers? Why bother trusting those tabloid newspapers? They just write nonsense. They just write nonsense. Why bother trusting your neighbor? Why bother trusting your neighbor? He changes his attitude so quickly. He changes his attitude so quickly. He changes his opinion so quickly. He changes his opinion so quickly. Why bother trusting that company? Why bother trusting that company? They have scammed so many people already. They have scammed so many people already. Why bother trusting those rumors? Why bother trusting those rumors? Then getting sad. Then getting sad. And making yourself sick like this. And making yourself sick like this. Why bother trusting the salespeople? Why bother trusting the salespeople? They just want to make a sale. They just want to make a sale. So they will say anything. So they will say anything. Why bother trusting those fortune tellers? Why bother trusting those fortune tellers? If you listen to them, if you listen to them, you'll end up losing everything. You'll end up losing everything. Why bother trusting internet warriors? Why bother trusting internet warriors? If you are sick, you should go to the doctor. If you are sick, you should go to the doctor. Not read random things online. Not read random things online. Why bother trusting those misleading ads, Mom? Why bother trusting those misleading ads, Mom? Taking random medicine. Taking random medicine.
could make you sick one day. Could make you sick one day. And that would make things even worse. And that would make things even worse. Why bother trusting those flattering words? Why bother trusting those flattering words? Don't you remember the saying? Don't you remember the saying? A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. TK cảm ơn các bạn vì hôm nay đã học chung với TK. Chúc các bạn học thật là tốt và chúng ta hẹn gặp nhau ở trong bài học lần sau nhé. Bye bye.